Hello everyone, today is my 10 years anniversary of freedom. I left my house 10 years ago with my little girl, 6.5 years old. And here's, every year I buy the watch for myself to celebrate my freedom. And here's, please count with me. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I left my house 10 years ago and I'm very happy now with whatever I have and whatever I don't have. Because I live with my beautiful girl. I think I'm very successful single mother so far. And then here, please cheers with me with my 10 watches. I'm a watch collector. See, I'm crazy, huh? 1, 2, 3, 4, 5. And put it 5, 6. I didn't go holding. You think I can put it on my neck? 6, 7. I left my house with $83.67 in my pocket and my 6.5 years old. So, but we still here, but thank God we live here in America. I have a lot of support from my lovely clients. They all help us, support us of all different ways. And I'm very lucky to have them in my life. Thank gosh and thanks them to help us, to support us of everything. And I think I'm crazy now with 10 watches. Look at Chào mọi người. Hôm nay là 10 năm kỷ niệm mình đã được giải phóng freedom từ ly hôn của mình. Và bây giờ mình đã ở trong một cái ngôi nhà rất là nhỏ nhưng mà gọn, chỉ có 2 mẹ con. Và hôm nay là kỷ niệm 10 năm mình đã mua 10 cái đồng hồ. Giống khùng ghê không quý vị? Nó không có thật là mắc tiền nhưng mà cũng mắc đủ. Hy vọng là không có ông nào cưới mình thì mình tiếp tục mình mua. Nếu mà mình ở vậy thì tới khi mình chết thì bé Thảo chắc cũng có 5-60 cái đồng hồ. Còn không thì có ông nào có kiếm mình thì mình không mua nữa. Và hôm nay xin mọi người hãy chúc mừng cho mình nha. Happy Thanksgiving everyone. Cheers. Thank you. Okay.